đèn năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời, đèn này 100W à, đèn này đi kèm tấm này, đi kèm tấm này. Đây là đèn IP66, là chỉ ghi vậy thôi. Nhưng cái mình phải đếm nét, cái hàng này phải đếm nét này. Đây có tấm pin, này, pin dây rất dài nhé. Mình có thể nắp trên nóc nhà, luồn vào trong nhà để tự sáng. Đó, mình nắp trên nóc rồi mình luồn xuống. Dây này dài tầm khoảng 3 mét. Đó.